trước thì nó lại kia đó. Đừng bỏ đánh thân tay. Cái gì vậy? Làm cái này. Nghe chưa? Cắt chưa? Cái hộp đó rồi. Vẫn có chưa? Còn rồi. Giờ xuống sao nha. Chưa? Dạ. Đi vô các bạn rồi. Cho qua đây chưa? Xong hả chú? Có đi vòng vòng không? Không. Không có đi vòng vòng. Anh để trước nè. Đã bên đây mình còn đường đi nè. Cái miếng giấy mà sáng mình đi xe chuyển cổ á, thì giấy mà qua Hà Nam mới ghi á, đưa mày về chỗ này nè. Còn này thì đường đi được nhưng mà nó hơi hẹp. Chứ không lẽ bây giờ ông lớn tuổi nhất mà giờ già ông qua bên nó kỳ lắm. Chứ chỉ nhà chứ. Dạ. Dạ giữa nhà đó. Dạ. Nhưng mà cái cửa này em nói nha, là không có đóng nha. Rồi, nè, giữ cách vô này. Nè. Cho cửa ông. Cái bữa giờ cho anh chút xíu thôi. Qua một xíu. Phải qua đi. Giờ chim cắt luôn. Chưa em nữa ta. Trường quay nhiều quá chuyển không được không thằng? Cắt ra cũng được. Được. Cắt. Cho chim ra. Như sao là bắt bên kia được cái chắc chưa giỏi không? Giỏi lên đó. Em bỏ ngựa đi em về đi vậy. Dạ. Nay ba dỡ ra mày cái chụp rồi. Có không quay à? Cái chụp. Để tính coi có cái phần bị phần trụ không? Dạ. Mời đi còn coi không? Dạ. Biết nữa, phải dùng điện thoại nó mới được. Thank you.